Thưa quý vị và các bạn, dù phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao đã được cơ quan công an cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử chính thống của công an và phát tờ rơi tuyên truyền lưu động, Zalo, Facebook, nhưng thời gian qua vẫn có không ít nạn nhân mắc bẫy của tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Một số người còn lâm vào tình trạng nợ nần do bị lừa mất nhiều tài sản và không có khả năng chi trả. Người đàn ông này đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để trình báo việc mất hơn 150 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo trực tuyến. Dù phương thức lừa đảo không mới, song nạn nhân vẫn bị đối tượng dẫn dắt làm theo từng bước, để rồi khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn. Tôi chỉ muốn là kiếm khoảng vài trăm nghìn. Sau khi nạp vào, sẽ hứa hẹn là sẽ rút tiền ra và nạp thêm một cái khoản. Thì cứ dần dần các đối tượng cứ câu nhử là nạp thêm thì sẽ rút được ra. Dần số tiền là lên đến 10 triệu, 100 triệu nhưng mà không rút được tiền. Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nhận được hàng chục đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao. Điển hình các thủ đoạn như lừa đảo tình cảm, sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, quà có giá trị. Lừa đảo đầu tư các sàn chứng khoán, tiền ảo, đa cấp. Lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử, việc nhẹ lương cao, lừa đảo thông qua shipper. Dù đã rất cảnh giác, song nhiều người, trong đó có phụ nữ này, vẫn bị mất tiền. Tôi cũng hay đặt trên mạng nên là cũng có chuyển tiền cho người ta luôn. Thì sau đấy người ta lại bảo là người ta chưa nhận được. Thế là người ta yêu cầu tôi là phải truy cập vào một cái đường link. Thì tôi nghĩ là shipper thì chẳng được đáng bao nhiêu tiền cả. Thì tôi cũng hỗ trợ người ta để mà mở cái số tiền mà tôi chuyển cho người ta ra. Thì khi mà đăng nhập vào cái đường link đấy thì bắt nhập tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Thì nó dẫn ra một cái đường link là đúng cái ngân hàng mà tôi đang dùng. Thế là tôi cũng không nghi ngờ gì cả, tôi nhập vào đấy thôi. Thì khoảng một lúc sau thì tôi chưa làm gì cả, chưa chuyển bất cứ một gì, thì một lúc sau thì thấy trong tài khoản bị trừ cứ 1 triệu rồi 5 triệu, xong rồi một lúc nữa là trừ hết tiền trong tài khoản. Hiện nay các đối tượng lừa đảo công nghệ cao liên tục đổi mới hành vi thủ đoạn. Tuy nhiên đích đến cuối cùng của chúng vẫn là lừa đảo chiếm đoạt được nhiều tài sản của nạn nhân. Do đó, người dân khi sử dụng điện thoại, máy tính, mạng xã hội phải thật cảnh giác. Một trong những nguyên nhân là do người dân thiếu ý thức cảnh giác về những cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội, và để kẻ gian nó lợi dụng mà người dân ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những cái vụ lừa đảo. Trên tất cả những cái kênh chính thống như của lực lượng công an và báo đài mà đăng tải những cái nội dung và những cái thủ đoạn rất là công khai, thì mọi người cũng bớt chút thời gian để tìm hiểu cho nó rõ và cụ thể chi tiết, và từ người nọ tuyên truyền cho người kia. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần chung tay phòng chống lừa đảo trên không gian mạng bằng cách nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng khi gặp lừa đảo trực tuyến, đồng thời kịp thời tuyên truyền đến nhau các phương thức thủ đoạn của đối tượng để cảnh báo, giúp người khác tránh được việc bị rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng.